Chiêu trò dán nhãn tù nhân lương tâm làm cớ đòi yêu sách chống phá. Núp danh nghĩa thúc đẩy dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam, dán nhãn tù nhân lương tâm cho những kẻ vi phạm pháp luật bị xử lý, rồi vô tư đưa ra những luận điệu xuyên tạc. Cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình đảm bảo nhân quyền con người ở nước ta là thủ đoạn quen thuộc luôn được các cá nhân, tổ chức khoác áo, phi chính phủ, xã hội dân sự trong và ngoài nước dùng đi dùng lại. Báo Quân đội Nhân dân mới đây lên án báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho rằng trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và quyền lập hội. Thậm chí, một quan chức của tổ chức này còn khẳng định như đinh đóng cột rằng năm 2020 lại là một năm đen tối nữa cho nhân quyền ở Việt Nam. Cũng theo báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, năm qua, nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt giữ hoặc truy tố hàng chục người do vi phạm các tội về an ninh quốc gia mà theo họ được định nghĩa quá rộng và mơ hồ, chẳng hạn như tuyên truyền chống nhà nước hoặc lợi dụng các quyền tự do, dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước. Để chứng minh cho lập luận xuyên tạc ấy, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã liệt kê một số bản án dành cho các đối tượng vi phạm pháp luật thời gian qua. Trong đó, có những cái tên đã vi phạm pháp luật và bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam như Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Phạm Chí Dũng, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Phạm Thị Đoan Trang. Tất cả những người này đều bị cáo buộc tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự. Chưa hết, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền vô tư phán rằng Công an Việt Nam bắt giam nhiều nhà bất đồng chính kiến chỉ vì họ thực hiện quyền tự do ngôn luận cơ bản. Trong khi đó, thực tế cho thấy các đối tượng như Phạm Thị Đoan Trang hay Phạm Chí Dũng đều nhận tài trợ, cổ suý của các tổ chức nhân quyền cực đoan và các thế lực thiếu thiện chí với Việt Nam, sử dụng chiêu trò phản biện xã hội để xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kích động các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất ổn định trật tự xã hội, dư luận trong nước lên án kịch liệt. Gần đây, một số người thiếu thiện chí với Việt Nam lại đưa ra luận điệu cho rằng vì sợ sứt mẻ lợi ích kinh tế, vì sự thành bại của các hiệp định thương mại mà Mỹ, Liên minh châu Âu, EU và một số quốc gia khác đang phớt lờ các vụ việc vi phạm nhân quyền đối với các tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Trong khi đó, ai cũng thừa biết rằng thông qua các cuộc đối thoại nhân quyền thường niên, Việt Nam đã cùng Mỹ hay EU trao đổi thẳng thắn, cởi mở và xây dựng về tình hình thực tế cũng như các cách thức của mỗi bên trong việc thúc đẩy và bảo đảm các quyền con người. Những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực này cũng đã được cộng đồng quốc tế và các đối tác ghi nhận. Bằng cách rêu rao rằng, các tù nhân lương tâm tại Việt Nam hiện như cá nằm trên thớt. Thời gian qua, các cá nhân, tổ chức có quan điểm thù địch với Việt Nam liên tục kêu gọi phải thả các tù nhân này ngay lập tức. Liệu đó có phải là đòi hỏi chính đáng? Năm qua, không ít lần, trên mạng xã hội xuất hiện những thông tin đại loại như các tù nhân lương tâm trong các trại giam ở Việt Nam thường xuyên bị ngược đãi, đe dọa, thậm chí bị đánh đập, thiếu đồ ăn, thức uống. Dường như chưa đủ để bẻ lái dư luận, các thế lực thù địch dở thêm bài cùn bằng lập luận rằng đại dịch COVID-19 đang gây nhiều tác động mạnh tới sức khỏe của cộng đồng, trong đó có cả tác động và nguy cơ lan tới các trại tù, trại giam, trại tạm giam ở Việt Nam và do đó chính quyền Việt Nam phải đặc xá, thả tất cả các tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm. Họ cố tình quên rằng đặc xá là chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước, thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện và lao động để hoàn lương. Nếu như các bản án là minh chứng cho tội danh của các phạm nhân, thì việc đặc xá, tha tù trước thời hạn là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt các nội quy trại giam của phạm nhân. Mỗi đợt đặc xá là dịp để các phạm nhân nhìn nhận, suy xét lại những lỗi lầm đã phạm phải, tự mỗi người
đánh giá kết quả cải tạo của mình, kiên quyết dứt bỏ quá khứ và sẵn sàng phấn đấu để tái hòa nhập với cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội. Sau khi Quốc hội Việt Nam thông qua luật đặc xá năm 2007, những năm qua, Chủ tịch nước đã quyết định nhiều đợt đặc xá, tha tù trước thời hạn cho nhiều người bị kết án phạt tù có thời hạn. Thường thì các đợt đặc xá diễn ra nhân các sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt. Hiệu quả của công tác đặc xá cũng được chứng minh bằng tỷ lệ tái phạm thấp. Đại đa số phạm nhân được đặc xá sau khi ra tù đều nhận thấy và đi theo con đường hướng thiện. Thậm chí, nhiều người còn trở thành những tấm gương người tốt, việc tốt. Qua đó, càng chứng minh rằng đặc xá là chính sách nhân văn của Đảng, nhà nước ta và trên thực tế đã được cộng đồng trong nước, dư luận quốc tế và những người quan tâm đến tình hình nhân quyền ở Việt Nam thừa nhận, đồng tình. Tuy nhiên, đặc xá thể hiện tính nhân văn, nhân đạo, song không phải với mọi đối tượng. Đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại. Các phạm nhân chỉ có thể được đặc xá, trả tự do sớm nếu họ thừa nhận những sai phạm của mình và chứng minh quyết tâm hướng thiện bằng cách cải tạo tốt, chấp hành nghiêm các nội quy của trại giam. Nói cách khác, việc đặc xá phụ thuộc vào quá trình tu dưỡng, rèn luyện bản thân của các phạm nhân, chứ không thể phụ thuộc vào những lời kêu gọi hay đòi hỏi phi lý từ bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Từ đó, báo Quân đội Nhân dân đã đánh giá rằng các thế lực phản động, cơ hội chính trị không hề sẵn lòng thừa nhận những thành tựu về bảo đảm nhân quyền con người ở Việt Nam, mà trái lại chỉ nhăm nhe xỉa sói, tận dụng mọi cơ hội và mánh khóe để phủ nhận các thành tựu ấy. Với riêng những người chót bị gắn cho cái mác tù nhân lương tâm, họ thực chất chỉ là một công cụ nhất thời trong tay những kẻ đang âm mưu chơi ván bài nhân quyền nhằm vào Việt Nam.